Thưa quý vị, thời điểm hiện nay tại các khu vực bãi biển của thành phố Vũng Tàu, hàng ngày vẫn đang gánh chịu một lượng rác lớn từ đại dương dạt vào. Trong những ngày thường thì đội công nhân vệ sinh phụ trách dọn rác bãi biển đã nỗ lực thu dọn để người dân du khách luôn có bãi tắm sạch đẹp. Trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, nỗ lực này càng tăng lên gấp bội để góp phần cùng thành phố làm hài lòng du khách đến tham quan tắm biển. Ngay từ 4 giờ sáng, đội công nhân vệ sinh của công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu đã có mặt ở khắp các khu vực bãi biển Vũng Tàu để dọn dẹp rác biển trôi dạt từ đại dương vào bờ. Tất cả nỗ lực hết sức mình để khoảng hơn 6 giờ thu dọn hết rác, trả lại bãi biển sạch đẹp cho người dân và du khách tắm biển. Bây giờ nghỉ lễ thì cái lượng khách du lịch đông, công ty cũng có tổ chức thêm một số công nhân tăng cường dọn vệ sinh bãi biển. Thì anh em công nhân cũng có tinh thần tích cực trong mấy ngày lỡ cũng phục vụ cho khách du lịch thấy thành phố Vũng Tàu xanh và sạch đẹp. Không chỉ dưới bãi biển, tại các cung đường ven biển nơi du khách thường tập trung cũng được công ty môi trường đô thị thành phố tăng cường công nhân túc trực. Khi phát hiện rác, các công nhân sẽ xử lý ngay để đảm bảo đường phố luôn sạch sẽ khang trang nhất. Đối với khu vực biển bãi sau, nơi nhiều doanh nghiệp đang thu dọn cơ sở vật chất để bàn giao lại mặt bằng cho thành phố Vũng Tàu. Từ trước lễ, chính quyền thành phố đã tổ chức họp và đề nghị các doanh nghiệp này mở cổng để du khách và người dân xuống tắm biển. Song song đó, phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn cho người dân đến tắm biển, cũng như vệ sinh môi trường bãi biển. Đối với các khu vực, các tuyến đường, khu vực bãi biển thì chúng tôi xử lý, sẽ nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp mà cố tình ăn nhậu rồi vứt xả rác ra ngoài môi trường. Đấy, còn trường hợp, các trường hợp mà người dân cố tình vứt xả rác mà chúng ta không có cái lực lượng kịp thời thì có một cái lực lượng ứng phó của thành phố là sẽ đi xử lý ngay những cái rác đó. Bên cạnh vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, thành phố Vũng Tàu cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên mọi lĩnh vực quản lý như thông tin các bãi đỗ xe qua mã QR, lập các đội phản ứng nhanh để xử lý sự cố, tăng cường lực lượng cứu hộ cứu nạn ngoài biển nhằm giúp người dân du khách có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn và hài lòng nhất.